Sáng ngày 30 tháng 4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị có độ mở lớn, giao dịch nhiều và để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong điều kiện hiện nay. Từ 18 giờ hôm nay ngày 30 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tạm dừng hoạt động karaoke, vũ trường, bar, các quán ăn, nhà hát kịch, dịch vụ khác phải tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cần kiểm soát, giám sát những trường hợp hết thời gian cách ly, nghiêm túc thực hiện giám sát người cách ly sau khi hết thời gian cách ly về địa phương và nhắc nhở họ tuân thủ các quy định. Bên cạnh đó, ngành y tế phối hợp với các địa phương, đơn vị tiếp tục giám sát chặt chẽ các địa bàn, lĩnh vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Ngày 30 tháng 4, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội BC06 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân tạm trú là người thường trú thuộc các tỉnh thành phố khác trên địa bàn từ ngày 1 tháng 5. Phòng BC06 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người tạm trú cần chuẩn bị các loại giấy tờ như sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy khai sinh. Người dân có thể đến các điểm cấp căn cước công dân tại 21 quận huyện thành phố Thủ Đức trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh để làm căn cước công dân, không cần phải về địa phương nơi thường trú. Ngày 30 tháng 4, Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên trên địa bàn tại những khu vực có nguy cơ cao bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên. Theo đó, Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc, Kiên Giang lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên 50 trường hợp là du khách, nhân viên an ninh sân bay, nhân viên bốc xếp hàng hóa, người điều khiển phương tiện, vận chuyển hàng hóa tại bến tàu cao tốc và cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, kết quả đều âm tính. Ông Võ Thành Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc cho biết, việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên trong cộng đồng cũng là một trong những biện pháp chủ động phòng dịch, đồng thời còn giúp ngành chức năng đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng, không để xảy ra tình trạng người dân bị lây nhiễm từ các trường hợp nhập cảnh trái phép mắc COVID-19. Sáng ngày 30 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 7 F1 của bệnh nhân 2910, bệnh nhân phát hiện tại quận Bình Tân, đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trước đó, như tin đã đưa, bệnh nhân 2910, sinh năm 1993, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hà Nam, ở nhà người thân tại khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi có thông tin trường hợp này là F1 do có tiếp xúc gần với ca dương tính tại tỉnh Hà Nam, thành phố Hồ Chí Minh lập tức triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Người này được chuyển cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm khẩn, chiều ngày 29 tháng 4 cho kết quả mắc COVID-19. Điều tra cho thấy, có 7 trường hợp tiếp xúc với trường hợp nghi nhiễm tại quận Bình Tân. Các trường hợp tiếp xúc đã được cách ly tập trung, lấy mẫu. Đến sáng ngày 30 tháng 4, 7 mẫu xét nghiệm này đều có kết quả âm tính. Theo ghi nhận, từ khoảng 0 giờ ngày 30 tháng 4, bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn ứ trên đèo Bảo Lộc, nhất là theo hướng lên đèo. Thời điểm trên, phương tiện theo chiều đi xuống vẫn có thể lưu thông bình thường. Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày 30 tháng 4, khi nhiều xe từ hướng thành phố Hồ Chí Minh lên đèo Bảo Lộc, tình trạng lấn làn khiến cho tình hình ùn tắc thêm nghiêm trọng. Theo thông tin từ nhà xe lớn chuyên vận chở hành khách tuyến Đà Lạt thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các chuyến xe khởi hành đêm ngày 29 tháng 4 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt đều bị kẹt hoặc di chuyển rất chậm qua đèo Chuối và đèo Bảo Lộc, nên các xe không kịp quay đầu để tăng cường chở khách đi Đà Lạt dịp nghỉ lễ. Hành trình tuyến này thường mất khoảng 6 đến 7 tiếng thì nay tăng lên hơn 10 tiếng. Cũng vì lượng phương tiện lưu thông quá đông trên quốc lộ 20, đặc biệt là đoạn qua đèo Bảo Lộc, khiến lịch trình thi đấu của đoàn đua xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Tôn Đông Á 2021 cũng bị chậm hơn 30 phút so với dự kiến. Đến gần trưa ngày 30 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang vẫn đang tiếp tục điều tiết giao thông do lượng phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông đổ về miền Tây quá đông, dẫn đến kẹt xe nghiêm trọng. Trước đó, từ khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày 29 tháng 4, tuyến quốc lộ 60 hai bên cầu Rạch Miễu thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre liên tục xảy ra ùn ứ giao thông. Nghiêm trọng nhất là đoạn đường từ ngã tư xã An Phước, huyện Châu Thành đến chân cầu Rạch Miễu, có hàng ngàn ô tô phải lăn bánh rất chậm, thậm chí dừng đậu, mất nhiều thời gian mới qua được cầu Rạch Miễu. Phía tỉnh Tiền Giang, hơn 1 km mặt đường quốc lộ 60 cũng có nhiều ô tô khách, xe tải đậu nối đuôi nhau chờ lệnh điều tiết của cảnh sát giao thông để qua cầu.
Vào 0 giờ ngày 30 tháng 4, Trung tâm Chỉ huy Giao thông của Cục Cảnh sát Giao thông nhận được một tin nhắn kêu cứu của hành khách trên xe khách biển số 37B027XX đi Nghệ An khi bị nhồi nhét tới mức nghẹt thở. Ngay sau đó, thông tin được chuyển tới lực lượng Cảnh sát Giao thông thuộc đội 3 đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện lái xe trú tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An không có giấy phép lái xe. Xe khách không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do đã bị Thanh tra Giao thông tỉnh Nghệ An tạm giữ từ ngày 5 tháng 3 năm 2021. Trên xe chở 95 người, chở quá 57 người so với quy định. Bên cạnh đó, Cảnh sát Giao thông còn tiến hành lập biên bản đối với chủ xe là công ty trách nhiệm hữu hạn TT, trụ sở tại Tương Dương, Nghệ An, do vi phạm đưa xe cơ giới để người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm, chở quá số người quy định. Với những vi phạm này, theo quy định tại Nghị định 100, lái xe có thể bị phạt số tiền lên tới 50 triệu đồng và công ty trách nhiệm hữu hạn TT có thể bị phạt gần 97 triệu đồng. Tiếp theo, sân Pleiku quyết định không mở cửa đón khán giả ở vòng 12, trận Hoàng Anh Gia Lai, BKMX Bình Dương, thêm hai sân khác cũng thông báo không đón khán giả, cho dù thời điểm này đá sân nhà là lợi không nhỏ. Nội dung nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng cũng đã được câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội nêu ở nội dung thông báo không đón khán giả ở vòng 12 LS V-League 2021. Vòng 12 sẽ diễn ra cùng ngày 2 tháng 5 và các trận đều đá cùng 17 giờ, gồm Hoàng Anh Gia Lai, BKMX Bình Dương, Hà Nội, Sài Gòn, Tô Bình Lên Bình Định, Than Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Sông Lam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Đà Nẵng, Viettel.